Nuôi gà vốn là phương thức chăn nuôi có truyền thống lâu đời ở hầu hết các làng quê Việt Nam. Nông dân nuôi gà để cải thiện bữa ăn trong gia đình. Cũng có nông dân nuôi gà với hy vọng làm giàu. Cuộc sống xung quanh đàn gà với biết bao buồn vui, trăn trở, có khi thành, khi bại. Những mô hình nuôi gà quy mô lớn đang làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Cuộc sống của những người nông dân nuôi gà ra sao? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Cuộc sống nhà nông ngày hôm nay. Gà Đông Tảo có giá trị kinh tế cao, do đó mà nông dân ở các tỉnh thành trong cả nước quyết tâm nuôi giống gà này. Nhưng nuôi nhiều và còn giữ được giống thuần chủng lớn nhất phải kể đến quê hương của giống gà này, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đông Tảo bây giờ vẫn là xã thuần nông, nguồn kinh tế chính vẫn là chăn nuôi gà. Những hộ nuôi nhỏ nhất cũng lên tới vài trăm con. Ngoài nuôi gà thịt thì họ còn nuôi gà trống, úm và nuôi gột để bán cho những nông dân muốn phát triển số lượng gà Đông Tảo ở các địa phương. Khách mua để chơi ấy. Vâng. Là chị bán con này phải 10 triệu. Ngoài phòng thì họ cũng thể đúng không? Thể kiến vua được chứ đúng không? Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, giống gà của làng Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là một giống gà đặc hữu, quý hiếm và chỉ có ở Việt Nam. Tương truyền xưa kia, gà này còn được người dân dùng để tiến vua. Và ngày nay thì trong những dịp gần Tết, có những gia đình sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng để sắm một cặp gà đẹp chơi Tết. Vậy thì gà Đông Tảo có gì đặc biệt và người dân nuôi gà Đông Tảo được hưởng lợi như thế nào từ giống gà này? Đó chính là điều mà tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu trong Cuộc sống nhà nông lần này. Trang trại nuôi gà của anh Nguyễn Văn Định có số lượng lên tới gần 1.000 con. So với nhiều hộ chăn nuôi khác ở Đông Tảo thì chưa hẳn là hộ chăn nuôi nhiều nhất. Nhưng câu chuyện về anh, khởi nghiệp với con gà ở tuổi 40, thực sự thu hút tôi muốn tìm hiểu. Sinh ra ở Đông Tảo, nhưng trưởng thành và lập nghiệp tại thành phố Hưng Yên. Từ nhỏ đến ngoài 30 tuổi, anh Định chưa một lần làm nông nghiệp và cũng chưa bao giờ nuôi gà dù chỉ là vài con. Năm 2012, trong một lần về thăm quê, anh Định được bạn mời lưu lại trang trại gà, rồi tặng 20 con gà Đông Tảo nhỏ để nuôi. Từ 20 con gà đầu tiên mà bạn anh tặng thì em nghĩ chắc là cũng phải trải qua nhiều khó khăn hoặc có khi thất bại thì anh mới có được đàn gà như bây giờ ấy. 20 con gà của bạn anh tặng gần như là anh hỏng hết ngay đầu tiên. Bởi vì mình không có kinh nghiệm, mình cứ nghĩ là cứ nuôi như thế là được. Và như thế thì anh nói thật luôn là cũng thấy, mà thực ra bạn anh nó nói bảo, nói trêu bảo tôi tặng con gà quý như thế mà không biết nuôi nó phí. Thì thực ra trong cái suy nghĩ của anh nghĩ rằng là mình mà nuôi một con gà mà mình đam mê thế mình không làm được thì mình không làm được cái gì. Mình anh Định nói với tôi rằng nuôi gà Đông Tảo không hề đơn giản. Chuồng trại, vườn tược phải rộng để gà thoải mái đi lại trong vườn. Có vậy chất lượng thịt mới ngon. Thức ăn cho gà cũng đòi hỏi những sự lựa chọn rất khắt khe. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đều là kinh nghiệm xương máu, anh Định phải trả giá bằng nhiều lứa gà thất bại mới rút ra được. Khi mình nuôi con gà thì mình phát hiện là con gà Đông Tảo nó rất lạ, nó lớn lên dần ấy. Thì con gà nó rất đẹp. Và tự nhiên mình thành đam mê thì sau đó thì anh tiếp tục anh mua và khi anh gây dựng lên thì thực ra thì đến bây giờ là tất cả lớn to của anh cũng gần 1.000 con rồi. Dạ. Tức là cứ càng lớn thì trông con gà Đông Tảo nó càng phát triển rực rỡ hơn. Và nhìn lên cái dáng dấp của nó là mình cảm thấy nó rất là thích. Mà mình chăm sóc nó, cho nó ăn tất cả mọi thứ. Là mình đi đâu về, ví dụ anh mà xách thức ăn thì nó cứ quay xung quanh mình là mình cảm thấy nó có một cái gì đấy nó rất thích. Em nghe tiếng gà Đông Tảo thì từ lâu rồi nhưng mà cũng chưa biết là một cái tiêu chí như nào để đánh giá một con gà Đông Tảo là đẹp. Đông Tảo đầu tiên là con gà chân to đó. Chân to. Dạ. Đầu tiên là nó phải chân to đó. Và thực ra là cái cân nặng và chân to, mình to, đầu to thì cân nặng nó phải tốt. Ví dụ anh nói là một con gà trống Đông Tảo mà khi trưởng thành thì khoảng 8 tháng thì ít nhất tiêu chuẩn nó khoảng tầm 4 cân trở lên. Con gà mái nó khoảng 3 cân trở lên. Và thực ra là càng nuôi to thì chân nó càng xù ra to. Để nói về thất bại trong lập nghiệp bao giờ cũng là một điều khó. Anh Định cũng không phải là ngoại lệ và tôi quyết định dành nhiều thời gian hơn nữa ở gia đình anh. Sống và làm việc giống như một thành viên trong gia đình để hiểu hơn về những điều anh đã trải qua. Ở đây thì 4 giờ sáng, chị Hiệp vợ anh Định đã dậy để tráng bánh cuốn. Đây là nghề gia truyền. Khi còn ở thành phố Hưng Yên, chị là một chủ tiệm bánh cuốn nổi tiếng. Nay về quê, chị cũng vẫn giữ nghề truyền thống này để phụ giúp chồng ổn định kinh tế gia đình.
Như các bạn đã thấy thì từ nãy đến giờ tôi chỉ ngồi và quan sát công việc của chị Hiệp vợ anh Định làm thôi. Dù bận luôn tay luôn chân với những mẻ bánh cuốn nhưng chị vẫn vừa làm vừa có thể nói chuyện với tôi. Khi đến với Đông Tảo thì hầu như ai cũng biết đến cửa hàng bánh cuốn của chị bắt đầu từ buổi sáng rất sớm. Hàng ngày là chị đều bán vào tầm này hả chị? Vâng. Thế không biết là buổi chiều hay buổi tối em muốn ăn bánh cuốn chị thì có ăn được? Khách có nhu cầu đặt ăn thì vẫn có thể làm được. Em thấy là ở trên kia thì mọi người hay đến khách gọi rồi mình mới tráng ấy. Mình tráng như này thì có hơi sớm quá. Thường thì mình vẫn phải tráng dự trữ một ít để cho khách họ mà đến họ có ngay. Nhiều người người ta không đợi được. Bà con ở đây lại mua về ăn là chủ yếu chứ không phải ăn trực tiếp ở đây. Bà con ở đây thì người ta thường mang về ăn, người ta không có thói quen đi ăn hàng. Dân ở đây họ thường là như thế đấy. Một ngày với những chậu bột này thì chị tráng được khoảng bao nhiêu mẻ bánh? Khoảng 12, 13 cân bánh. 12, 13 cân bánh. Và mình cũng chỉ bán hết trong buổi sáng thôi. Chỉ bán trong vòng của khoảng 2 tiếng buổi sáng. Thế chứng tỏ là số lượng tiêu thụ là rất là lớn đấy chứ. Thế là ít so với ở các nơi khác. Chị Hiệp chia sẻ, mỗi sáng chị bán được chừng hơn chục cân bánh, lấy công làm lãi là chủ yếu. Đó cũng là để vực lại kinh tế của gia đình trong những lúc anh Định thất bại với đàn gà. Thế trước đây mà làm nghề ở thành phố lớn, lúc nào cũng tấp nập khách, làm không kịp tay. Bây giờ về đây cũng vãn khách hơn này rồi, thu nhập cũng bị bớt đi một chút thì chị cũng cảm thấy... Mới đầu thì cũng thấy tiếc, nhưng mà sau này nó ổn định thì mình cũng thấy nó bình thường. Bởi vì về nhà thì mình làm ít thì mình lại làm được nhiều các việc khác. Ví dụ như tăng gia trồng rau, chăn nuôi thêm. Rồi nhà cửa nói chung là mọi thứ thì nó cũng chi tiêu, nó không như ở thành phố nên thôi dần dần nó cũng quen. Với cả về quê thì chị ví dụ như là ai mà đặt bánh chưng các nhà đám hay làm bánh tẻ thì chỗ chị có thể vẫn làm. Nhưng mà tự nhiên đột ngột mà thu nhập của gia đình bị giảm sút thì chắc là lúc đấy người phụ nữ cũng hơi nhức đầu đấy nhỉ? Nói chung là cũng chăn trở, cũng nghĩ cũng mất ngủ đấy. Lắm lúc cũng lại muốn định đi nhưng mà nghĩ rồi bảo thôi ai cũng cuối cùng cũng vẫn phải về quê hương nó ổn định. Nói chung là mình giảm cái nọ thì mình lại có được cái khác chứ không phải mất hết được. Đấy, lắm lúc về người ta bảo là bán hàng nó chậm như này thì có thể chuyển sang bán hàng khác nhưng mà thực ra không biết sau này nó thay đổi thế nào chứ mình vẫn yêu nghề nó mặc dù có hôm chỉ bán được rất là ít, công rất là thấp nhưng mình vẫn cứ yêu nghề, mình không muốn bỏ. Việc đầu tiên trong buổi sáng của nông dân ở làng gà Đông Tảo là thăm chuồng và nhặt trứng. Anh Định chia sẻ với tôi rằng đây là việc quan trọng nhất của anh, bởi nếu trứng nhặt càng muộn thì thiệt hại về kinh tế lại càng lớn. Gà, bởi vì không gà Đông Tảo to quá nhiều khi sẽ đè vào trứng và làm vỡ trứng rồi. Thường xuyên là bị như thế. Dạ. Con này nó ấp này, thực ra ấp thì không tốt, đã ra mình phải để nó riêng. Bởi vì để nó ấp như này thì nó sẽ rất là lâu đẻ, lần sau nữa. Đã ra mình phải rốt riêng nhưng mà thực ra mình chưa rốt được này. Thực ra đây trứng nó ấp thì... Tưởng là để cho gà mẹ mà ấp trứng là tốt nhất rồi chứ. Không, bởi vì là thực ra thì nó ấp thì như thế thì trong quá trình nó đẻ sau thì nó rất là chậm. Mà mình, cái nhiệt độ của con gà mái Đông Tảo nó to cho nên là khi mà ấp thì nó đẻ rất là dễ hay vỡ trứng. Dạ. Cho nên là cái để mình muốn làm tốt thì mình bây giờ có những lò thì mình chuẩn được cái nhiệt độ. Gần chục năm nuôi gà Đông Tảo, anh Định đã có đến vài lần thất bại. Thiệt hại về kinh tế cũng lớn. Nhưng quan trọng hơn, đó là tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Có những đợt, anh phải dừng lại việc nuôi gà để ổn định lại tinh thần. Khi nào mà thu hoạch trứng cũng đạt tỷ lệ cao này thì đúng là mình cũng sớm thành công đấy nhỉ? Để được đàn gà mà đến ngày hôm nay, cái cơ ngơi chăn nuôi này thì anh cũng phải trải qua rất nhiều cái thất bại. Bạn bè anh nó kêu bảo thôi chứ số này không nuôi được gà đâu. Nhưng mà cái từ cái câu nói của bạn bè như thế thì nhiều khi mình cũng thấy bảo nuôi con gà mình không nuôi được thì mình làm được cái gì. Anh quyết tâm anh làm lại. Mất một đàn gà trong cùng lúc mà gần 100 con rồi bài học nó cũng hơi đắt giá đấy nhỉ. Cái điều đó làm cho con người mình về cái tinh thần của mình. Tuy nhiên mình đang đam mê kiểu như nó tụt thẳng đi cái. Cũng vì thất bại nhiều lần, anh Định dành nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân. Anh nhận ra rằng ngoài yếu tố thời tiết, vaccine thì quan trọng hơn nữa là chất lượng con giống. Quyết tâm lưu giữ giống gà thuần chủng chất lượng cao bắt đầu hình thành trong anh. Khu nuôi gà lấy giống được anh và người cháu Đinh Quang Đạt xây dựng được hơn một năm.
Hiện tại khu nuôi nhốt này có chừng 100 con gà, đều là những con gà trống và gà mái tốt nhất được anh lựa chọn để mua về. Làm như thế này, làm thức nhân tạo thì mình mới lấy được cái dòng giống của những con gà đẹp, để thì nó chủ động thì mới giữ được cái dòng giống đó, thị trường người ta chấp nhận đó là những con gà đông tảo đẹp thì mình mới có thể thu được đồng tiền vốn về. Vượt qua những cái bước đầu mà đúng là đủ sự hoài nghi, mà mình lại phải bỏ một đống tiền vào một cái cơ ngơi như này là nó là cũng là sự rủi ro mà đôi khi là canh bạc đấy. Nó rất là rủi ro đấy, tại vì ví dụ như có người làm rồi cơ thì mình còn có nhìn được, mình còn biết được nó kết quả, nhưng đấy chưa có ai làm cả thì mình là người đầu tiên thì nhiều khi mình nghĩ là có khi mình là người dọn đường thôi, để nó tạo ra một cái gì mà nó mới hơn thôi. Chứ còn nếu mà làm cái này mà nghĩ toàn bộ về hệ thống kinh tế thì chắc không dám làm. Đến bây giờ thì có thể nói là mình đã phần nào thành công đúng không ạ? Thế không biết là tổng giá trị cả cái trang trại gà của hai cậu cháu anh ở đây là khoảng bao tiền? 100 con gà mái này thì đều nó tầm độ khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu, đến 2 triệu rưỡi một con. Còn con gà trống thì tầm 5-7 triệu một con gà trống để mình lấy tinh. Thế nên nói chung là nó, nếu mà cả đầu tư thì mình nghĩ chắc nó phải dàn được tí. Cái con gà trống để mà mình lấy giống, mình phối giống là rất là quan trọng. Thế mình chắc là cũng có những cái con gà đấy ở đây để mình chọn lựa chứ ạ. Có rất nhiều đây. Đây thì cùng ra xem luôn em. Đây bạn thấy đấy, con gà này là con gà đông tảo tương đối thuần chủng. Dạ. Chân rất đẹp đấy nha. Thế nhưng thực tế ra nếu mà để nó đạp để mấy gà mái thì hầu như không đạp được, bởi vì nó rất nặng. Thế nên bọn mình phải dùng cái này để lấy tinh, để thụ tinh cho gà mái thì mới được con gà đằng sau thế hệ sau nó thuần chủng. Dạ. Nó đẹp. Chứ còn nếu mà không là không làm được những cái vấn đề đó. Nếu mà để giao phối tự nhiên, cả những con gà này không thể thực hiện được. Những cái tiêu chuẩn nào để mình lựa chọn con gà giống như này ạ? Con gà đông tảo đầu tiên là nó chân phải to. Đầu tiên nó nói là chân to. Đấy, thứ hai nữa là người to, con gà nó như con gà này nó phải hơn 5 cân. Đấy, đầu to, chân đỏ. Từ những con gà này, anh sẽ nhân rộng và chăm sóc thành gà thịt cho chính trang trại của mình. Đó cũng là cách để lưu giữ giống gà đông tảo thuần chủng ngay tại quê hương của chúng. Trong khi đó, cũng đặt mục tiêu làm giàu từ gà, những nông dân ở Chí Linh, Hải Dương lại chọn gà thương phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày, đó là nuôi gà đồi. Cuộc sống của họ sẽ có những gì khác với cuộc sống của người dân nuôi gà đông tảo? Câu trả lời sẽ có trong ít phút nữa. Chí Linh là vùng đất bán sơn địa, có diện tích đồi rừng lên tới 14.000 ha. Với đặc điểm diện tích đồi rừng lớn, từ những năm 70 của thế kỷ trước, người nông dân ở đây đã chọn được cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế, đó là cây vải thiều. Trên khắp các mảnh đất của nông dân ở đây, hiện cây vải thiều vẫn được bà con lưu giữ, nhưng nguồn kinh tế chính thì đã chuyển sang nghề chăn nuôi gà đồi. Nhà chị Thơm cũng nằm trong số đó. Với diện tích 1 ha vườn đồi, chị dùng để nuôi 1.000 con gà. Đến nay, chị đã nuôi gà được 10 năm. Vải ở đây chủ yếu là để bóng mát cho gà là chủ yếu. Thế còn thì thu nhập ở vải thì những năm trước kia cơ, chứ còn gần về đây thì như vậy là thu nhập nó cũng không được cao. Chăn nuôi nó không phải là thuận lợi, lúc nào nó cũng thuận. Thế nhiều khi thì như vậy nó bệnh tật, như vậy là mình bắt bệnh không chính xác là nó sẽ gây ra chết. Chết thì nó hao hụt đầu con nhiều thì như vậy là sẽ không đảm bảo. Đàn gà của chị Thơm nuôi được hơn 20 ngày. Thời điểm này là giai đoạn phát triển mạnh nhất của con gà, nên người chăn nuôi phải nắm được để có chế độ chăm sóc kỹ hơn, đặc biệt là chế độ cho ăn, phải đảm bảo cung cấp đủ chất để gà phát triển tốt. Cho ăn cho uống thì ngày phải 3 bữa. Ngày 3 bữa đều ngày 3 như bữa. Là người ăn cơm. Đúng, phải như thế. Thế cho nên này, chăn nuôi vất vả lắm chứ không phải là đơn giản. Nghe câu chuyện của chị Thơm, tôi hiểu rằng chị và những nông dân ở đây đã đặt niềm tin vào sự thành công của nghề nuôi gà đồi.
và họ miệt mài làm việc với niềm tin đó. Có thời điểm như vậy là chăn nuôi mà thuận lợi mà không bị thương lái nó ép giá thì có khả năng có 1.000 con gà thì người ta cũng lãi đến 15-20 triệu. Đấy, thế cho nên là còn có những nhà có những thời điểm thì nó sẽ lãi được giá, nó sẽ lãi hơn nhiều nữa. Đấy, thế cho nên là bà con vẫn quanh quẩn với con gà, vẫn nghĩ là con gà vẫn là kinh tế nhất. Đấy, chứ chính ra làm vải cũng rất vất vả nhưng kinh tế vẫn không bằng con gà. Thế nhưng chỉ mỗi cái là con gà nó chăn nuôi nó bấp bênh. Nghe câu chuyện của chị Thơm, tôi hiểu rằng chị và những nông dân ở đây đã đặt niềm tin vào sự thành công của nghề nuôi gà đồi. Họ miệt mài làm việc với niềm tin đó, nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ. Tôi thực sự muốn tìm hiểu về những nông dân mạnh dạn đầu tư làm ăn lớn. Họ đã tính toán nuôi gà như thế nào khi mà dịch hại thì thường xuyên xảy ra. Trang trại của anh Mùi nằm trên đồi cao. Đây chỉ là một trong số 4 đàn anh nuôi vào thời điểm này. Anh chia sẻ rằng đây là giai đoạn anh nuôi ít nhất từ trước đến nay. Lý do anh giảm số lượng bởi từ sau Tết, nguồn cung đã vượt quá cầu, giá gà liên tục giảm. Để tránh rủi ro, anh chủ động nuôi ít đi một nửa. Ở cái độ tuổi này thì nó ăn ở cái độ đạm rất là thấp, cho nên là nó ăn nhiều hơn với các cái độ tuổi khác. Em phụ anh tí, cầm như nào nhỉ? Đây, chúng phải cầm một tay, tay kia cầm đây. Đấy, dạ. Để có cái độ rỗng của cái này ra. Vâng. Một bao này nặng ghê, thế mà ngày nào anh bê hàng chục bao này. 25 cân thôi. 25 cân. Bà con trên này đã leo đồi rồi. Leo đồi xong còn cho ăn này, khác gì tập thể dục đâu. Anh Bùi có chia sẻ rằng với anh công việc này đã trở nên rất là quen thuộc. Nhưng với tôi cái việc mà đi leo đồi hàng ngày rồi vác những bao cám khoảng hai mấy cân này thì không khác gì một hình thức tập thể dục. Bà con trên này chắc ai cũng khỏe lắm đấy anh nhỉ. Thế không biết là một cái chuồng gà mà đã đến 1.500 con này thì tổng trang trại gà của anh Mùi là có khoảng bao nhiêu con? Tổng trang trại thì hiện nay thì cái cơ số nó không còn nhiều. Thế là còn 3 đàn thì còn khoảng 4.500. 4.500 con gà không nhiều. Không biết là 4.500 đấy thì ngay từ đầu anh đã đầu tư nuôi lớn thế? Tôi mới đầu thì tôi cũng chỉ có làm 3 chuồng thôi. Dạ. Nhưng mà sau thì thấy công việc nó làm thì thường thường là nông dân ấy mà. Thì là cái công việc mà không đều đều thì nghe cũng nó buồn. Thế cho nên là chính vì thế cho nên là làm nó nhiều, một là để cho nó có cái thời gian nghỉ chuồng. Thế cái thứ hai nữa là cái thu nhập nó ổn định hơn. Nếu một người nông dân mà mở cả một trang trại gà trên đồi rồi nuôi mấy nghìn con, đây là nuôi lớn mà nghĩ lớn đấy. Ở đây là em thấy là mình đã cho ăn rồi nhá. Rồi. Mình có cho uống nước luôn không? Bây giờ thì bắt đầu ta cho uống nước. Dạ. Và... thế mình tiếp cho uống nước đi, không gà khác. Sau khi chúng ta cho ăn xong thì là chúng ta cho gà uống nước. Thế thì trong cái chuồng thì chúng tôi đã bố trí một cái bình rất là to ở đây để mình pha các cái nước. Ví dụ như bổ sung cho con gà nó khỏe hơn. Đấy, ví dụ như là điện giải glucose. Thế thì anh em chúng tôi thì vẫn thường thường cho nó là cái này nó uống để cho con gà nó uống cho nó mát. Với những điều anh Mùi chia sẻ, tôi cảm nhận rằng nuôi gà không chỉ là nghề kiếm sống đơn thuần mà đó còn là niềm đam mê của anh. Không đam mê thì chắc chắn anh không hiểu và chăm sóc đàn gà một cách tỉ mỉ như vậy. Mỗi lần cho ăn này thì cũng cho ăn cho uống một chuồng này mất khoảng một tiếng. Thế rồi còn cái công tác kiểm tra, kiểm soát chuồng thì nói chung là một ngày cũng cứ 3-4 chuồng là cũng đủ 8 tiếng. Gia đình anh Mùi có 5 người, ba con của anh đều đã lớn. Bắt đầu từ khi con cái vào cấp 2, vợ chồng anh Mùi đã tính toán và quyết tâm chuyển hẳn sang nuôi gà với quy mô lớn để có đủ kinh tế lo cho các con ăn học. Cũng từ khi chuyển sang nuôi gà quy mô lớn, người ta chỉ thấy vợ chồng anh miệt mài trên đồi, chăm lo cho đàn gà. Khu đồi rộng mấy hecta của anh Mùi, xưa kia trồng cây vải, rồi trồng keo, trồng sưa, theo dự án trồng rừng của tỉnh. Nhưng vì dự án không thành công, anh Mùi đã bỏ vốn xây dựng chuồng trại để nuôi gà. Hơn chục năm vừa trồng rừng, vừa nuôi gà, anh Mùi đã tìm hướng đi giúp cho việc chăn nuôi gà đạt hiệu quả cao hơn. Rừng là nơi che chắn cho gà, cũng là địa hình lý tưởng để anh vệ sinh chuồng trại kỹ lưỡng nhất. Đó là lý do vì sao dịch bệnh rất ít xuất hiện trên đàn gà của gia đình anh.
để cho gà ăn, gà ngủ. Còn lại là khu ngoài này là khu để cho gà ra chơi và tự do chạy tự do ăn run ăn dế. Ra đây là gà tha hồ chạy đồi ăn những thức ăn từ tự nhiên. Thực ra là đây mới là gọi là đồi. Dạ. Thế còn trong chuồng thì là để là chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ngủ nghỉ. Như anh nói là những cái vùng đồi này rồi có rừng này thì nó thuận lợi như nào cho việc mà mình nuôi gà? Là cái thứ nhất là về cái địa bàn đất đai là rất là rộng. Thì ở đồng bằng thì không thể có được. Dạ. Thế thì cái thứ hai nữa là đã là núi thì nó có cái độ chênh. Thế có độ chênh thì giữa đàn trước và đàn sau thì cái việc mà nó mưa xuống là nó sẽ thâu rửa những cái bẩn của những cái đàn trước và có thể là mình khử trùng được nó tốt hơn. Rừng của chúng ta như thế này thì là nó rất là nhiều các cái loại cây. Thế và nó cũng đầy đủ các cái yếu tố như là ánh sáng, rồi là độ ẩm, độ phì nhiêu, bóng râm mát. Thế rồi tất cả mọi cái yếu tố về tự nhiên là nó phù hợp với lại cái sở thích của con gà thì nó cũng sẽ phát triển tốt hơn. Dạ. Mà như anh nói là mình có trồng keo, trồng một số cây công nghiệp trên này thì có phải chính là cũng tận dụng cái nguồn phân gà? Đấy, chính đấy. Thả gà ra vườn keo thì gà nó sẽ sinh hoạt các cái chất thải của nó ra cây keo. Thế và cây keo, cây bạch đàn, cây tự nhiên thì nó lại hút hết các cái chất của phân gà thì nó cũng vừa khử được những cái độc hại của đàn trước mà nó lại vừa là tạo cho nó là một cái lượng phân bón rất là tốt. Đây là một cái mình như người nông dân chúng tôi nghĩ rằng ấy là nó có cái sự tương trợ. Vật nuôi thì tương trợ rừng cây, mà rừng cây thì lại tương trợ lại vật nuôi. Bao nhiêu năm qua, khu đồi này dường như là căn nhà thứ hai của anh Mùi. Anh đã đổ cả gia sản vào đây. Và đây cũng chính là niềm hy vọng mà anh gửi gắm khi chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời mình để các con được tương lai tốt đẹp hơn. Có thể nói, nuôi gà đồi đang là sự lựa chọn của không chỉ nông dân Hải Dương. Trong khi nông dân Hải Dương còn nuôi gà theo nhiều phương thức truyền thống, thì tại Bắc Giang, việc nuôi gà đồi đã được chuyên nghiệp hóa. Nhiều nông dân thậm chí đã tìm mọi cách để có thể tiếp cận với những khoa học kỹ thuật mới nhất. Điều này sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sở hữu vườn đồi có tính biệt lập cao, cách xa khu dân cư, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang được đánh giá là có địa hình lý tưởng cho việc phát triển chăn nuôi gia cầm. Có thời kỳ, phong trào nuôi gà đồi nở rộ tại địa phương này, nhưng cũng có nhiều gia đình phá sản vì gà đồi. Một phần nguyên nhân là do thiếu kỹ thuật. Anh nông dân Nguyễn Văn Đạt đã sớm nhìn ra điều này. Anh tự tìm hướng đi cho mô hình của mình. Mục tiêu của anh là làm chủ được kỹ thuật nuôi gà, từng bước làm giàu từ chính con gà trên vườn đồi của mình. Năm 2011, anh Đạt về nước sau 3 năm đi xuất khẩu lao động. Sau khi xây dựng nhà cửa, anh Đạt còn lại 100 triệu đồng để làm vốn làm ăn. Cũng như nhiều nông dân khác trong vùng, nuôi gà là hướng phát triển kinh tế mà anh lựa chọn. Chăn nuôi con gà ở trên địa phương mình thấy nó vẫn là vững chắc và phù hợp. Nói về đặc điểm con gà màu ở miền Bắc và Việt Nam mình nói chung và nói riêng ấy thì khả năng là cái cạnh tranh nó còn rất chi là thắng lợi hơn là cạnh tranh với lại cái con gà trắng. Con gà trắng thì một số nước công nghiệp giờ người ta mạnh lắm, nếu mình chăn có khi người ta nhập khẩu là mình thua lỗ ngay, thua lỗ còn thất bại không cứu lại được. Nhưng đây mình thấy con gà màu của Việt Nam mình đây là khả năng còn cạnh tranh được, mà nó vẫn là ưu thế để phục vụ bà con nhân dân ở địa phương lẫn xã hội bên ngoài là rất tốt. Qua tìm hiểu, anh Đạt được biết kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 có chương trình khởi nghiệp, chương trình tiếp sức hỗ trợ bà con nông dân phát triển mô hình sản xuất về phương diện kỹ thuật. Anh Đạt làm hồ sơ tham gia và may mắn trở thành nông hộ của chương trình. Tham gia vào chương trình khởi nghiệp, với sự trợ giúp của các chuyên gia, anh Đạt bước đầu đã có được những kế hoạch cụ thể cho mô hình nuôi gà của mình. Mình chăn đến nay nó cũng vào đến 4-5 năm rồi. Trước những năm đầu mới làm thì không có sự tính toán này, nó về được về chiều sâu, chỉ nuôi theo cảm thích với lại thấy cái phong trào bà con nuôi là mình nuôi thôi. Dưới sự tư vấn của các chuyên gia của chương trình khởi nghiệp, anh Đạt cải tạo lại chuồng trại, thay đổi tư duy nuôi gà của mình. Hệ thống sưởi này được anh cải tạo để phục vụ cho đàn gà của gia đình.
À, đây là cái hệ thống mà rồi, em đây là làm anh mở ra, anh mở ra lò đốt sưởi và rồi. Đốt sưởi cho đàn gà khi gặp những cái ngày đông gió rét lạnh. Rồi. Đấy, dùng cái ống nước này và mình lấy rẻ lấy bao ấy, mình quây hết xung quanh đây vào. Độ dài dẫn khói tùy theo. Thì có thể rằng là mình sẽ lấy cái bề khói này nó cao hơn. Vì khói nó là không khí nó đó, tỏa ra có độ dốc, độ bay lên. Thì theo cái độ dốc như này chúng em chỉ cần kê cao thôi là có thể đưa ra kể cả 5-10 mét được hết ạ. Khói sẽ đi ra ngoài và trong chuồng không hề có khói nhưng có chất ấm. Với hệ thống sưởi này kết hợp cùng với bạt tre chuồng gà của anh luôn ở mức 22 độ C, kể cả trong những ngày nhiệt độ thực tế ngoài trời dưới 10 độ C. Việc giữ ấm này có tác dụng không chỉ với gà úm mà còn tốt với cả gà đang trong những ngày vàng về tăng trưởng cân nặng. Xem nhé, cái nền này đây ở dưới này anh ấy sửa bằng củi này, cái nền này ấm không? 24 độ. 24-25 độ. Như thế này thì là ấm rồi. Bởi vì anh che bạt nữa không đốt lửa như thế này là được rồi. Nhưng lò sưởi thôi vẫn chưa đủ. Anh Đạt còn nghĩ ra cách làm giàn để những con gà 1 tháng tuổi không dẫm chân trực tiếp lên lớp chấu đệm trong chuồng. Trên cái sạt gỗ này thì ta thấy là đàn gà hầu như không gì, không nằm trực tiếp trên cái chất đệm chuồng này. Do vậy mà cái việc thông thoáng rất là tốt. Cái thứ hai là cái tỷ lệ nhiễm cầu trùng này nó sẽ ít đi. Bởi vì là gà nó không có sự là bới đối với cái chất đệm chuồng. Sau mỗi một đợt mà mình nuôi ấy, là mình phải nhấc cái này đi. Cái nạp này rất dễ nhấc và rất dễ thay đổi. Rồi. Dùng bàn chải mình chải cái này đi. Những sự sáng tạo dù rất đơn giản, không tốn chi phí của anh Đạt đã giúp cho anh giảm tỷ lệ thất thoát gà từ 5% xuống còn 1%. Các chuyên gia của chương trình khởi nghiệp cũng đánh giá cao những sáng tạo này của anh Đạt. Không chỉ sáng tạo, cầu tiến, anh Đạt còn là người rất nhạy bén với thị trường. Căn cứ vào cái tính thời điểm bán thì gia đình sẽ lên cái kế hoạch để mua gà giống về. Quan sát quy luật thị trường, anh Đạt lên lịch chăn nuôi rất chi tiết. Một lứa gà kéo dài 3 tháng, anh luôn cân đối để thời điểm xuất gà sẽ rơi vào thời điểm thị trường đang cần. Ví dụ như anh sẽ nhập gà giống vào ngày cuối cùng của tháng 1, thì đến khoảng 30 tháng 4 anh sẽ có gà bán. Tính cái thời gian khi người ta, cái lượng cung nó ít ấy, thì mình phải nhập vào để phòng và chủ động và sẽ cung cấp cho thị trường vào những cái kỳ mà mình đánh giá là nó sẽ khác cái nguồn cung. Thì như thế thì nó có cái khả thi là mình sẽ an toàn khi mình kinh doanh. Với sự tính toán này, anh gần như không phải lo lắng về đầu ra. Ông trời không phụ cho những đêm hôm vất vả cùng đàn gà, những toan tính căn ke cho từng chi tiết liên quan đến đàn gà của anh Đạt. Sau những lần lỗ liên tiếp, anh Đạt đã có được lợi nhuận đầu tiên. Với tỷ lệ hao hụt không đáng kể, gà có mẫu mã đẹp, cân nặng đồng đều, nên những đàn gà của anh Đạt được thương lái đặt hàng từ trước. Anh thì thực ra là địa chỉ của anh Đạt này là từ lúc Đạt nuôi gà đầu nứa đầu tay đến giờ là anh em gặp nhau là cứ từ một nứa xong đến nứa thứ hai xong dần dần là cứ thành quen thế. Nứa nào Đạt cũng gọi. Mỗi đàn gà anh lãi 23 triệu đồng. Tính ra trung bình, anh sẽ có thu nhập 6 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập không phải là nhỏ với điều kiện canh tác của một huyện trung du miền núi như Yên Thế. Nhưng với anh Đạt, số tiền đó chỉ là tiền đề để cho anh có được những kế hoạch tiếp theo. Mình phải có cái kế hoạch xây dựng một cái đồ án cả một cái quy trình chăn nuôi gà. Thì chuồng trại là mình phải có sẵn, cái môi trường xanh sạch này và đồng thời là về kinh tế này mình cũng phải có để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư một cái đàn mới, nó phải có đủ mọi yếu tố. Từ một người chỉ biết nuôi gà theo thói quen và phong trào, nay anh Đạt đã biết cách nuôi gà đúng kỹ thuật. Sự thay đổi cơ bản đã xoay vần từ lỗ thành lãi. Mỗi năm anh Đạt có thể thu lãi hơn 200 triệu đồng từ gà. Những trái ngọt có được sau những thử thách, những nỗ lực của một nông dân dám bước ra khỏi lũy tre làng để phát triển kinh tế. Cuộc sống xoay quanh những đàn gà, nhưng dù ở Hưng Yên, Hải Dương hay Bắc Giang, những nông dân vẫn dành trọn tâm huyết của mình cho những con gà. Đó không đơn giản là cái sinh nhai, là cái nghiệp mà họ lựa chọn, mà còn là cách để họ gìn giữ bản sắc quê hương mình.